xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ bật mí tới các anh về một điều rất là thú vị. Đó chính là sản phẩm viên ngọc hỗ trợ tăng cường sinh lý phái mạnh có tên là Canamara. Tên tên. Đây chính là sản phẩm đó. Viên ngọc này thời gian qua thì đã làm mưa làm gió trên thị trường và được các anh săn lùng tìm kiếm. Còn đối với các chị mà có người yêu hay là có chồng sử dụng viên ngọc này thì ai cũng đều thích mê. Đối với riêng bản thân em thì khi mà người yêu em sử dụng cái viên ngậm này, cảm giác rất là phê luôn mọi người ạ. Viên ngậm Canamara này thì có cái tên gọi bắt nguồn từ tên của một lễ hội truyền thống của Nhật Bản diễn ra vào tháng 4 hàng năm nhằm tôn vinh của quý của các anh. Viên ngậm Canamara thì được thiết kế với vỏ hộp nhỏ gọn, xinh xinh như thế này và chỉ nhỏ khoảng bằng cái vỏ hộp của bao thuốc thôi. Bên trong đó thì được chia thành 9 viên, nên là các anh rất là tiện lợi khi mà mình mang đi trong những dịp công tác xa nhà. Ở bên trong ạ thì có 9 viên như thế này mọi người nè. Đó. Và nhìn thì thoáng nhìn mọi người sẽ không ai nghĩ là đây là một cái loại thực phẩm chức năng, mà chỉ nghĩ là những viên kẹo thôi đúng không ạ? Đó. Những viên kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này và được đóng gói với chất liệu alu alu màu đen huyền bí, trông rất là xịn sò luôn. Với người yêu em khi mà sử dụng sản phẩm này thì sau lần sử dụng thứ hai là đã cảm thấy cải thiện rất là nhiều. Trước đây thì chuyện ấy chỉ khoảng 3 phút, 5 phút, nhưng mà sau lần sử dụng thứ hai thì đã tăng lên tận 20 phút. Nên là cảm giác là khi mà hai đứa gần gũi nhau nó phê như là khi mà lần đầu làm chuyện ấy. Nói chung là rất là thích. Và với sản phẩm này thì được chiết xuất từ thành phần chính là tinh chất con bổ củi với dây chuyền sản xuất và công nghệ của Nhật Bản, nên chất lượng rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Và bên cạnh đó thì sản phẩm này được đóng gói và được chiết xuất, bào chế theo dạng viên ngậm chứ không phải là viên uống hay là dạng nước. Và khi mà mình sử dụng viên ngậm thì sẽ có thể hỗ trợ đẩy nhanh cái hiệu quả, cái tác dụng của sản phẩm này. Thay vì là dạng viên uống hay là dạng nước thì dạ dày sẽ phải tiết dịch vị để tiêu hóa và thẩm thấu những cái dưỡng chất, những cái dược chất trong cái sản phẩm này. Và với sản phẩm này thì các anh có thể duy trì sử dụng trong khoảng 1 tháng để đạt được hiệu quả. Còn những anh nào mà yếu yếu hơn ấy, thì mình kéo dài sử dụng trong khoảng 3 tháng nhé. Cứ mỗi ngày mình dùng một viên và dùng trước khi mà mình làm chuyện ấy khoảng 30 phút thì các anh cứ chờ xem hiệu quả bất ngờ luôn. Sản phẩm này thì đã được cấp giấy chứng nhận của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, nên là chúng ta rất là yên tâm. Bên cạnh đó thì lại còn được xuất hiện trên các bản tin của đài VTV, HTV và đã được lên các trang báo như là Dân Trí hay là 24 giờ. Nên các anh cứ yên tâm và có thể tham khảo thử sản phẩm này nhé.